Thưa quý thính giả, chúng tôi xin kính mời quý vị theo dõi kỳ phát thanh lần thứ 5 về tác phẩm Bà là ai của tác giả Wayne Wyber, một ký giả tin lành, nói về hiện tượng Đức Mẹ hiện ra tại Medjugorje Nam Tư. Phần đọc truyện hôm nay sẽ qua hai giọng đọc của Nguyệt Nga và Kim Hà. Sau đây là chương 7 với tựa đề và tiếp tục. Cha Vlasic phỏng vấn Mirjana. Cha Vlasic hỏi: Vậy ngoài chuyện thiên đàng, hỏa ngục và luyện ngục, dạo này còn có điều gì mới nữa không con? Mirjana đáp: Thưa cha, Đức Mẹ bảo con phải nói cho người ta là ngày nay nhiều người giữ đạo tùy theo cách họ xét đoán vị linh mục của họ. Nếu linh mục không thánh thiện, họ kết luận là không có Thiên Chúa. Đức Mẹ nói, các con không đi nhà thờ để xét đoán các linh mục, để xem xét đời sống cá nhân của các ngài. Các con đi nhà thờ để cầu nguyện và nghe lời Thiên Chúa qua linh mục. Điều này phải được giải thích cho dân chúng, vì nhiều người bỏ đức tin vì cớ các linh mục. Hôm nay cũng như đã từ lâu, Đức Trinh Nữ nói với con, Thiên Chúa và ma quỷ đối thoại với nhau, và ma quỷ cho là người ta chỉ tin vào Thiên Chúa khi cuộc sống họ yên ổn, tốt đẹp. Khi mọi việc trở nên tồi tệ, họ không tin vào Thiên Chúa nữa, rồi họ còn phàn nàn, trách móc Thiên Chúa và hành động y như không có Thiên Chúa. Bởi đó, Thiên Chúa cho phép ma quỷ lộng hành trên thế giới trong vòng một thế kỷ, và ma quỷ đã chọn thế kỷ thứ 20. Ngày nay, như chúng ta đang thấy chung quanh, mọi người đều bất mãn, người ta không còn có thể sống với nhau được nữa. Những con số ly dị và phá thai là những ví dụ điển hình. Tất cả những điều này, Đức Mẹ bảo là việc làm của ma quỷ. Cha Vlasic hỏi tiếp. Lối sống ấy của loài người là do ảnh hưởng của ma quỷ chi phối. Nhưng ma quỷ không cần phải ở trong họ chứ? Mirjana đáp. Không, không, ma quỷ không ở trong họ, nhưng họ đang hành động dưới ảnh hưởng của ma quỷ. Tuy cũng đã có lúc nó nhập vào một số người. Để ngăn chặn tai họa này trong chừng mực nào đó, Đức Mẹ bảo chúng ta là cần cầu nguyện chung với nhau trong cộng đoàn và chung trong gia đình. Đức Mẹ nhấn mạnh sự cần thiết của việc đọc kinh chung trong gia đình hơn cả. Mọi gia đình cũng cần có một đồ vật đã được làm phép ở trong nhà, và nhà cửa cần được rảy nước thánh đều đặn. Đức Mẹ cũng nhấn mạnh về sự thiếu linh mục, tu sĩ, nhất là trong các làng nhỏ như làng Mỹ Du chẳng hạn. Ở đó dân Serbia theo đạo chính thống và người Hồi giáo chia rẽ nhau. Sự chia rẽ này không tốt. Đức Mẹ luôn nhấn mạnh là chỉ có một Thiên Chúa, còn dân chúng lại cổ võ sự chia rẽ không tự nhiên này. Một người không thể nào thật lòng tin Chúa, không thể là một người công giáo chân chính, nếu người ấy bất kính đối với tôn giáo khác. Nếu không thực sự tin vào Thiên Chúa, nếu giễu cợt các tôn giáo khác. Cha Vlasic hỏi thêm, thế thì vai trò của Chúa Giêsu Kitô là gì, nếu Hồi giáo là một tôn giáo tốt? Mirjana đáp, thưa cha, Đức Mẹ và con không bàn đến chuyện đó. Đức Mẹ chỉ giải thích và than phiền về sự thiếu đoàn kết tôn giáo, nhất là trong các thôn làng. Đức Mẹ nói là tôn giáo của mỗi người đều phải được tôn trọng, và dĩ nhiên, tôn giáo của chính mình. Cha Vlasic hỏi, con hãy nói cho cha biết, ngày nay ma quỷ hoạt động đặc biệt tích cực ở nơi nào? Đức Mẹ có nói gì với con về điểm này không? Nó xuất hiện nhiều nhất qua ai, và cách thức thế nào? Mirjana trả lời, thưa, phần lớn là qua những người có cá tính yếu đuối, luôn tự phân hóa trong nội tâm. Những người đó có ở khắp nơi, họ là những mục tiêu dễ dàng nhất cho ma quỷ tấn công họ. Nhưng nó cũng nhập vào đời sống của ngay cả những kẻ tin mạnh mẽ, các nữ tu chẳng hạn. Nó thích cải hóa những người tin hơn là người vô tín. Con giải thích điều này thế nào đây? Cha đã thấy việc gì xảy đến cho con rồi đó. Nó cố đem càng nhiều tín hữu về với nó càng tốt. Cha Vlasic hỏi, vậy thì chúng ta có thể cho rằng một trong sáu các con sẽ tiết lộ ba bí mật trước khi dấu lạ vĩ đại xuất hiện. Các bí mật còn lại
sẽ được tiết lộ từng cái một. Có phải vậy không? Có điều gì nữa về chuyện này không? Mirjana đáp. Thưa cha, không phải như vậy đâu. Mà như thế này nè, trước tiên vài bí mật sẽ được tiết lộ, vài cái thôi. Rồi người ta sẽ tin thật là Đức Mẹ đang hiện diện ở đây và sẽ hiểu ý nghĩa của dấu lạ. Khi Jacob nói, ông thị trưởng sẽ là người đầu tiên chạy lên đồi, em ấy muốn nói chung đến hạng người cấp cao trong xã hội. Họ sẽ hiểu dấu lạ đó là dịp phải hoán cải. Họ sẽ chạy lên đồi để cầu nguyện và họ sẽ được tha thứ. Khi con hỏi Đức Mẹ về số phận người vô tín, thì Đức Mẹ nói, mọi người phải cầu nguyện cho họ và chính họ cũng phải cầu nguyện nữa. Nhưng mới đây, khi con hỏi lại Đức Mẹ thì Đức Mẹ đáp, chứ gì họ biết ăn năn hối cải khi đang còn thời gian. Đức Mẹ không nói là họ phải được cầu thay. Cha Flasik hỏi, con không thể nói đôi điều gì đặc biệt trước lúc Đức Mẹ cho phép con nói ư? Mirjana nói, thì cha phải. Cha Stasik hỏi thêm, Đức Mẹ nói gì? Chúng ta phải chuẩn bị thế nào cho những việc gì sẽ xảy ra? Mirjana đáp, vâng, phải chuẩn bị. Đức Mẹ nói là mọi người phải chuẩn bị linh hồn, hãy sẵn sàng và đừng hoảng sợ, phải giao hòa trong tâm hồn. Họ phải sẵn sàng cho điều tệ hại nhất, sẵn sàng chết nếu ngày mai nó xảy ra. Họ cần phải chấp nhận Thiên Chúa ngay bây giờ. Như vậy họ sẽ không còn phải sợ hãi nữa. Họ phải chấp nhận Thiên Chúa và tất cả mọi sự khác. Không ai chấp nhận chết cách dễ dàng, nhưng họ có thể có bình an trong tâm hồn nếu họ là những kẻ tin, nếu họ tin phục vào Thiên Chúa, người sẽ đón nhận họ. Cha Slasik hỏi tiếp. Thế nghĩa là một sự hoán cải và đầu phục hoàn toàn cho Thiên Chúa phải không? Thì cha vâng. Cha Slasik hỏi. Sau 10 bí mật này và sau 18 tháng được diện kiến với Đức Mẹ, này con nói gì với dân chúng, để họ biết phải làm gì? Con nói gì với các linh mục, Đức Giáo Hoàng và các giám mục mà không tiết lộ bí mật? Đức Mẹ muốn chúng ta làm gì? Mirjana trả lời. Thưa cha, trước hết, con xin phép nói với cha điều xảy đến cho con và... Cha Slasik ngắt. Ừ, phải đó, Mirjana. Hai ngày trước lễ Giáng sinh, Đức Mẹ nói với con ngày lễ Giáng sinh sẽ là ngày cuối cùng người hiện đến với con. Con không thể nào tin nổi. Ngày lễ Giáng sinh, Đức Mẹ ở lại với con 45 phút và hai mẹ con nói chuyện với nhau về nhiều điều. Người và con lược tóm những điều hai mẹ con đã nói với nhau trước đây. Thay mặt nhiều người, con xin Đức Mẹ dạy cho phải biết phải làm gì. Thế rồi, người ban cho con một món quà rất quý giá, là người nói sẽ hiện ra cho con mỗi năm một lần, vào ngày sinh nhật của con, cho đến suốt cuộc đời con. Cũng vậy, không liên can đến dấu lạ hoặc bất cứ điều gì khác. Người nói người sẽ hiện ra với con khi nào có điều rất khó khăn xảy đến với con. Không phải những khó khăn thường ngày, nhưng là những khó khăn trầm trọng. Lúc đó người sẽ đến giúp con. Còn bây giờ, con phải sống không có sự hiện diện thể lý của người, không còn được người đích thân viếng thăm hàng ngày nữa, cha ơi. Con xin nói với tất cả mọi người, hãy ăn năn trở lại, cũng như người nói, hãy hoán cải khi còn thời gian. Đừng chối bỏ Thiên Chúa và đức tin của mình, vứt bỏ mọi sự khác thì được, nhưng đừng bỏ Chúa và đức tin. Cha Slasik hỏi, đâu là nguy hiểm lớn nhất cho nhân loại? Do đâu mà đến? Mirjana đáp. Thưa cha, đó là do vắng bóng Thiên Chúa. Không còn ai hay hầu như không còn ai tin nữa. Thí dụ như Đức Mẹ bảo con là đức tin tại nước Đức, Thụy Sĩ và Áo rất yếu ớt. Dân chúng các nước này dựa theo các linh mục mà sống. Nếu linh mục của họ không sống gương mẫu, thì dân chúng sa ngã theo và không tin là có Thiên Chúa. Khi ở Ascona, con có nghe nói về một linh mục đã được một người giàu có trước khi chết chối lại cho một số tiền để xây một nhà nuôi người già. Nhưng vị linh mục đã dùng số tiền ấy để xây một khách sạn. Hiện nay, tất cả dân chúng thành phố ấy đã bỏ đức tin. Bởi làm sao một linh mục lại có thể không làm trọn lời chối chăn của một người sắp chết? Thay vào đó, lại đi xây một khách sạn để kiếm tiền cho riêng mình.
Tuy nhiên, mọi người phải hiểu rằng họ không nên dò xét đời sống cá nhân của một linh mục, nhưng nên lắng nghe những gì Ngài nói qua Thiên Chúa, tức là lời Chúa. Cha Slasik hỏi thêm, trước khi kết thúc cuộc phỏng vấn, con có muốn nói gì thêm không? Mirjana trả lời, thưa cha, Đức Mẹ có nói một vài điều cho riêng cá nhân con. Người dặn dò con về nhiều vấn đề, rồi người nói, con hãy đi trong bình an của Chúa. Cha Slasik hỏi, Đức Mẹ có nói với con về các thị nhân khác và các lần hiện ra trong tương lai không? Mirjana nói, thưa cha, người cho con là chín chắn hơn các bạn khác, cho nên con phải giúp họ, dành thời gian cho họ và trao đổi với họ. Việc này sẽ làm cho mọi việc trở nên dễ dàng hơn cho họ và con. Chúng con phải hiểu nhau và sống đoàn kết với nhau. Cha Slasik hỏi, thế người không đề cập gì đến các diễn biến hoặc những lần hiện ra sắp tới cho cá nhân mỗi người chúng con hay chung cho tất cả nhóm sao? Mirjana trả lời, con nghĩ là khi mỗi tị nhân biết được đủ 10 bí mật thì người thôi không hiện ra với người đó nữa. Cha Svetoza phỏng vấn Ivanka Ivankovic. Cha Svetoza đặt câu hỏi, này Ivanka, con và Mirjana đi dạo với nhau ngày hôm đó, tại sao chúng con đi dạo chung với nhau? Ivanka đáp, chúng con thường đi dạo với nhau ở khu vực đó, cha. Trước đó chúng con đã chơi ở nhà con, sau đó chúng con rủ nhau đi dạo. Cha Svet hỏi, ngoài Mirjana còn có những ai? Ivanka đáp, thưa cha, lúc đầu chỉ có Mirjana và con. Khi chúng con trở về nhà, thì Milka, em ruột Maricha, xin chúng con đi với em để giúp lùa đàn cừu về nhà. Cha Svet hỏi tiếp, thế là cả hai chúng con đi với Milka để lùa cừu về à? Ivanka đáp, dạ thưa, lần đầu tiên, Mirjana và con đi với nhau, và khi đang trên đường về làng, con bỗng nhìn lên đồi, và con thấy hình bóng của Đức Mẹ sáng láng và chiếu sáng ra. Con nói với Mirjana, xem kìa, Đức Mẹ đó. Mirjana khoát tay, cho là con nói giỡn. Làm gì có chuyện Đức Mẹ hiện ra với tụi mình? Rồi chúng con tiếp tục đi về phía làng. Mirjana cũng chẳng thèm nhìn lên chỗ mà con chỉ về phía đồi. Khi chúng con về đến nhà Milka, Milka nói, làm ơn giúp em đi lùa cừu về nhà. Thế là chúng con quay lại và đi về phía cánh đồng. Lần này cả ba chúng con được thấy Đức Mẹ. Chúng con quỳ xuống và đọc kinh. Xong rồi chúng con đi lùa cừu về nhà. Một chập sau, Vika, Ivan và một Ivan khác nhập bọn với chúng con. Cha Svet hỏi, như vậy là trong ngày đầu tiên, con được thấy Đức Mẹ đến 2 lần à? Ivanka trả lời, vâng, lần thứ nhất khi Mirjana và con đi về làng, lần thứ hai khi chúng con đi với Milka lùa đàn cừu. Cha Svet hỏi, ai thấy Đức Mẹ trước nào? Ivanka, dạ con. Cha Svet hỏi tiếp, con nói gì khi thấy người? Ivanka đáp, con nói xem kìa, Mirjana Đức Mẹ đó. Cha Svet hỏi thêm, rồi con làm gì? Con đi đâu? Ivanka nói, chúng con đến nhà Milka. Chúng con dừng trước nhà em ấy, và em ấy xin chúng con giúp em lùa đàn cừu. Rồi cả ba chúng con đi làm việc ấy. Khi chúng con đi ngang qua đồi, con lại thấy Đức Mẹ lần nữa. Lần này Đức Mẹ có bế Chúa Giêsu trên tay. Mirjana và Milka cũng nhìn, và cả hai em cũng được thấy. Cha Svet hỏi, đối với chúng con, việc được thấy Đức Mẹ có ý nghĩa gì? Ivanka đáp, việc này đối với con có ý nghĩa lớn lao hơn mọi thứ trên đời. Khi các con nói chuyện với người trong những lần diện kiến, chúng tôi không nghe tiếng các con nói. Chúng con vẫn nói lớn tiếng mà, như bây giờ con đang nói đó. Cha muốn hỏi thế này nhé. Con nói chuyện với Đức Mẹ bằng tâm trí, nghĩa là Đức Mẹ đọc được những ý nghĩ của con, hay là con nói rất khẽ,
như thầm thì với người, nên chúng tôi không nghe được. Hoặc là cuộc đàm thoại giữa con và người, quả là kỳ diệu, vượt trên mọi khả năng nghe và hiểu của chúng tôi. Thưa cha, con nói với Đức Mẹ cách bình thường, như con đang nói bây giờ. Cũng vậy, con nghe tiếng nói và lời của người một cách bình thường, y như nghe người khác nói vậy. Trong những lần thị kiến, các con có bao giờ xin một ân huệ nào cho ai không? Thưa có, hồi đầu con có xin một ơn cho bé Daniel. Thế người nói sao? Người nói như vẫn thường nói, lòng tin mạnh mẽ và cầu nguyện liên lỉ sẽ giúp. Các con nói đức tin mạnh mẽ và cầu nguyện bền bỉ nghĩa là gì? Và để làm gì? Thưa cha, là tin và cầu nguyện để được chữa lành. Có bao giờ con cầu xin cho người thân trong gia đình đã qua đời không? Thưa có. Trước đây không lâu, con cầu xin cho mẹ con và Đức Mẹ cũng nói tương tự. Người nói gì? Người nói là mẹ con đang ở với người và con phải vâng lời và đừng lo lắng gì cả. Cái chết của mẹ con làm cho con buồn, nên Đức Mẹ đến để an ủi con phải không? Thưa cha, con không biết, nhưng con không nghĩ thế. Chúng con có hỏi người tại sao trong bao nhiêu người khác, người lại chọn hiện ra với chúng con. Đức Mẹ đáp là người không luôn luôn chọn những kẻ tốt nhất. Thế các sứ điệp Đức Mẹ gửi cho ai? Thưa cho toàn thể thế giới. Các sứ điệp gì vậy? Thưa cha là hòa bình, hoán cải, ăn chay, đền tội và cầu nguyện. Việc nào quan trọng nhất? Thưa đó là hòa bình. Tại sao lại là hòa bình? Khi mọi người trên thế giới sống an bình, mọi sự đều có thể xảy ra. Con đã nói về việc cầu nguyện. Vậy hãy thành thật cho cha biết, con cầu nguyện thế nào? Thưa cha, khi con thức dậy buổi sáng, con đọc 7 kinh lạy cha và kinh Thiên Kính. Đến trưa, con đọc kinh truyền tin. Đến tối, con đọc 7 kinh lạy cha và kinh Thiên Kính. Và thỉnh thoảng, con lần hạt mân côi. Khi mọi người đều có mặt ở nhà, chúng con đọc kinh tối. Được biết là Đức Mẹ khuyên các con nên vào dòng tu, phải không? Người nói với chúng con là người mong muốn chúng con đi tu, nhưng chỉ những ai cũng muốn như vậy thôi. Người không muốn một ai phản bội đức tin và giáo hội. Cha tin là mọi người được tự do chọn lựa, và chúng con cũng thế. Con đã quyết định sẽ làm gì chưa? Thì cha thật tình mà nói, như con đang cảm thấy hiện nay, con không muốn đi tu. Con cũng có thể sống đời Kitô hữu như một nữ tu vậy, đang khi nuôi nấng. Với những gì con biết được về tương lai, về thế giới, con hãy nói cho cha hay, Đức Mẹ Mễ Du có hòa giải thế giới hơn nữa không? Thưa cha, con nghĩ là có. Dấu chỉ vĩ đại có giúp thực hiện việc đó không? Dạ có, khi đến giờ đến buổi sẽ có thêm nhiều tín hữu đi nhà thờ. Dấu chỉ sẽ xuất hiện rất sớm hay sau này? Nó sẽ xuất hiện khi đến giờ, thưa cha. Ivanka này, con có thấy lo sợ cách nào đó khi phải làm những điều Đức Mẹ mong đợi ở con ngay đời này không? Tại sao con phải lo sợ khi có Thiên Chúa ở với con? Thiên Chúa ban cho con sức mạnh mà con cần. Con nói với dân chúng về các sứ điệp của Đức Mẹ, nhưng có một số không tin con. Trong trường hợp này con làm gì? Thưa cha, con cầu nguyện cho họ, xin Thiên Chúa soi sáng cho họ. Ngoài ra, con có thể làm được gì nữa? Con sẽ cố gắng thuyết phục họ. Họ sẽ nghe theo mà tin phục một khi họ... Cha tin điều đó. Nhưng trong lúc này, người ta trở nên bồn chồn nóng nảy. Chờ đến lúc họ hiểu được thật là khó. Vậy người ta phải làm gì? Hãy cầu xin Chúa cho chúng ta có sức mạnh để kiên trì. Hiện có những người chống đối Đức Mẹ. Con sẽ nói gì với họ đây? Dạ, con chỉ nói với họ là hãy hối cải, chỉ có một Thiên Chúa. Thế thôi. Những người chống đối Đức Mẹ có phá hỏng kế hoạch của người trên thế giới không? Có phải cha muốn nói về dấu lạ vĩ đại không? Đúng. Không, thưa cha không. Mọi thứ khí giới và chất nổ của họ không phá hủy nó được. Họ có thể làm hại linh hồn người ta và kế hoạch của Đức Mẹ cứu giúp người ta không? Thưa cha không. Điều đó có nghĩa là Đức Mẹ mạnh hơn họ sao? Đúng đó cha. Đức Mẹ mạnh hơn. Chính Chúa Giêsu quyết định như vậy. Chính Thiên Chúa chứ không phải Đức Mẹ. Con nói cho cha về việc này đi. Dạ, con nghĩ là Thiên Chúa đã cử Đức Mẹ đến đây.
khi chúng con xin người cho một dấu chỉ, con nghĩ là người đã xin Chúa Giêsu và Chúa Giêsu ban cho người, rồi người hứa ban cho chúng ta dấu chỉ ấy. Điều đó có nghĩa là Đức Mẹ không thể tự mình hành động độc lập một mình. Người phải thực hiện ý Chúa như người vẫn làm xưa nay, phải không? Con tin là như vậy. Điều quan trọng là không để những người có lòng thành tâm thiện chí, bất luận thuộc đạo giáo nào, quay lại chống đối lẫn nhau. Nhưng hãy nói thêm cho cha về điều này. Đức Mẹ đã nói gì? Thì cha người nói là các tôn giáo chia rẽ nhau dưới trần gian, nhưng tín đồ của mọi tôn giáo đều được con chí thánh của người chấp nhận. Thế nghĩa là mọi người đều lên thiên đàng à? Thì cha còn tùy họ xứng đáng đến mức độ nào. Phải, nhưng nhiều người chưa bao giờ nghe nói đến Chúa Giêsu mà. Chúa Giêsu biết tất cả điều ấy, còn con thì không. Đức Mẹ nói, trên căn bản thì các tôn giáo đều đáng tôn trọng như nhau, nhưng nhiều người đã tự chia rẽ vì lý do tôn giáo mà trở nên thù địch với nhau. Ivanka à, cha cảm ơn con về buổi nói chuyện và chứng tá này. Tôi thở dài khi rút trang cuối cùng ra khỏi máy chữ, trang thứ 8. Smithy thế nào cũng sẽ nổi cáu. Mà đúng như vậy, anh ta hét. Anh làm cái gì đó? Viết một cuốn sách hả? Và nhìn những trang giấy trong tay tôi. Chừng đó phải đi nguyên một trang báo. Đối với Smithy, mấy cột báo của tôi là chuyện đau đầu rồi. Anh không muốn thêm ấn bản tin tức gì nữa, mà chỉ có quảng cáo thôi. Tôi mỉm cười đáp lại. Thì cứ đi cả trang thôi. Anh coi kìa, tôi đã làm xong sớm một ngày trước. Anh phải mừng chứ. Hãy chuẩn bị lên khuôn đi, còn để tôi lo các việc khác. Nhưng nếu vào phút chót, ta vớ được một cái quảng cáo thì sao? Thông thường, chính sách của tụi tôi là bỏ bài xã luận đi nếu cần, để nhường chỗ đăng quảng cáo người đã chi tiền. Tôi đáp, không, lần này thì không, bài viết phải cho đăng như mấy tuần này. Quay gót rời văn phòng, tôi sực nhớ một chuyện. Chúng tôi đã nhận được yêu cầu cung cấp hơn 40 bản sao bài báo. Anh Smithy à, nhớ chừa một chỗ để báo cho mọi người. Nếu họ muốn có bản sao của mấy bài tôi viết, họ phải gửi tới một bao thư dán tem. Để mặc cho anh ta đứng đó lắc đầu lẩm bẩm, tôi sung sướng bước ra bóng đêm bên ngoài. Muốn được hạnh phúc, hãy sống đơn sơ, khiêm tốn và để cho Thiên Chúa hướng dẫn. Chương thứ 8. Cha Scotty. Sáng thứ tư, tôi không ở văn phòng để nghe điện thoại. Tôi đang trên đường đi tới thị trấn Lake City, cách xa khoảng 100 cây số. Để thăm cha Sylvester Scotty. Sau khi bài xã luận thứ hai được đăng, ông đã gọi lại hỏi bao giờ tôi tạt qua thăm ông. Vì đã dự định sẽ kết thúc loạt 4 bài viết về Mễ Du bằng những cuộc phỏng vấn người dân sống tại đây đã đi hành hương đến Mễ Du, nên tôi cũng muốn lấy luôn câu chuyện của ông vào đấy. Mặt khác, tôi cũng tò mò muốn gặp ông linh mục người Ý không đến nỗi khùng này. Vì không quen đường, tôi hơi khó tìm nhà ông. Đúng ra, nhà của ông đã tìm ra tôi. Tôi lái xe quanh quẩn các đường gần đó, cố tìm số nhà mà tôi đã ghi qua điện thoại. Bỗng tôi ngước nhìn và thấy căn nhà ở ngay đấy. Khi tôi bước lên các bậc thềm, cánh cửa đột nhiên mở ra. Một người đàn ông cao lớn, mập mạp, tuổi trên 50, đeo kính cận, đầu tóc bù xù, tươi cười rạng rỡ bước ra đón tôi. Ông mặc một áo sơ mi cũ với quần tây và đôi giày bạc màu, y hệt như tôi đã mường tượng, căn cứ theo cuộc nói chuyện giữa hai chúng tôi qua điện thoại. Khi vừa tới cửa, ông tóm lấy tôi, ôm chặt tôi trong cánh tay, như thể chúng tôi đã quen biết nhau nhiều năm,
rồi nói, tôi đã cắm điện bình cà phê, bây giờ mình nói chuyện nhé. Và chúng tôi bắt đầu. Tôi được biết cha Scotty là mục tử của hai nhà thờ truyền giáo nhỏ ở vùng King Street và Lake City. Đó là miền băng giá Siberia của địa phận này. Ông giải thích, tay cầm bình cà phê rót thêm cho tôi. Nhưng không sao cả, ở đây tôi có nhiều thời giờ hơn để cầu nguyện. Tôi nghĩ là tôi được phái đến đây, vì họ không biết làm gì hơn với tôi. Họ nghĩ là tôi hơi lập dị, không giống ai. Tôi đã sớm khám phá ra điều không giống ai ấy. Trước đó, ông đã nói với tôi, cuộc hành hương của ông đến Mễ Du có ý nghĩa chừng nào đối với ông. Giờ đây, tôi bắt đầu ghi âm và đặt câu hỏi. Thời gian trôi qua như tên bay và phải thay đến cuốn băng thứ hai. Bất ngờ, tôi nhận ra mình đã qua hơn 3 tiếng đồng hồ đàm đạo không ngừng ở đó. Khi mới bắt đầu cho ông biết tôi đã nghe nói về Mễ Du như thế nào, ông bỗng giơ tay ngăn tôi lại, rồi nhìn chằm chằm vào tôi. Ông khởi phát nói tiếng lạ. Nhờ biết chút ít về đặc sủng canh tân của Chúa Thánh Linh và phong trào ân sủng, nên tôi hiểu được hiện tượng đang xảy ra. Dù không hiểu ông đang nói gì, nhưng tôi không cảm thấy hoảng hốt hoặc lo sợ chút nào bởi điều đó. Duy chỉ thấy không thoải mái thôi. Ông không nói lớn tiếng, nhưng nói với giọng nhỏ nhẹ và du dương. Trong tôi lúc bấy giờ, một phần thì tự hỏi, mình đang dẫn xác vào cái trò gì đây? Nhưng phần khác lại hài lòng, vì chỉ có nghe và chờ đợi. Sau vài phút, ông ngưng lại và chúng tôi nhìn nhau. Hy vọng tôi không làm anh khó chịu chứ. Tôi trấn an, không đâu. Có ngạc nhiên một chút, nhưng không phiền. Tốt, bởi vì đây là một sứ điệp của Đức Maria gửi cho anh. Người nói, anh là con của người, và người yêu cầu anh viết về việc này. Nhưng còn hơn thế nữa, ấy là đem cả cuộc đời vào công việc ấy, hoàn toàn tận hiến bản thân anh cho việc truyền bá sứ điệp Mễ Du. Ông ngừng lại, miệng tôi bấy giờ há hốc, mắt mở to. Thế rồi, miệng ấp úng không tìm ra lời, tôi kể cho ông về sứ điệp tôi đã nhận được từ lúc đầu. Sứ điệp ấy hầu như đang được sứ điệp của ông chứng thực từng lời. Nói tới đó, tôi cảm thấy tóc trên đầu như dựng đứng lên, và tôi bắt đầu hoảng sợ. Được khích lệ, cha Scotty nói tiếp. Theo tôi hiểu, với thông điệp này anh sẽ đi xa hơn Nam Carolina, hoặc ngay cả ra khỏi xứ này nữa vì việc đó. Anh cũng sẽ dính dáng tới ngành truyền thông. Tôi ngắt lời ông. Thôi mà cha, tôi là chủ một tờ báo tỉnh lẻ. Tôi viết vài mục xã luận vì cái tôi của mình hơn là vì bất cứ chuyện gì khác. Tôi không quan tâm đến ngành truyền hình hay phát thanh. Ông cười ha hả, cái cười rang rạng đặc biệt ý của ông. Này, tôi chỉ lặp lại điều mà tôi nghĩ là chính Đức Mẹ nói với anh. Rồi ông nói với giọng thông cảm. Tôi biết như vậy là quá nhiều cho anh, nhưng cứ tiếp tục cầu nguyện và mở lòng ra đón nhận điều đang đòi hỏi nơi anh và đừng quá lo lắng. Làm sao mà tôi không lo được chứ? Tất cả những cái này vượt xa trí tưởng tượng của tôi. Chỉ vài tuần trước đây thôi, tôi còn khó lòng mà nhớ và nhắc đến tên Giê-xu bên ngoài nhà thờ. Thế mà bây giờ, tôi lại nghe một người lạ đang bảo cho tôi mọi thứ về thông điệp mà tôi đã lãnh được. Tôi nhìn đồng hồ, đã hơn 4 giờ. Tôi nói, trễ rồi, tôi phải đi. Chúng ta có thể gặp nhau lại sau vài tuần nữa được không? Dĩ nhiên được. Ông cười nhe cả răng và tiễn tôi ra cửa. Tôi mỉm cười chào tạm biệt. Cha biết đấy, tôi chưa bao giờ gặp người nói tiếng lạ. Có điều kỳ lạ là việc đó không làm tôi khó chịu. Tôi muốn nói với tư cách là một tín đồ tin lành và một nhà báo. Tôi thấy cái đó không làm cho tôi bực bội chút nào, nhưng tôi không được chắc lắm về thông điệp của cha. Ông chỉ mỉm cười nói, rồi anh sẽ thấy. Khi về đến phòng thì đã trễ, nhưng tôi vẫn ngồi ngay xuống máy đánh chữ. Tôi muốn ghi lên giấy tất cả những gì cha Scotty đã kể khi nó còn nóng hổi.
cắm cúi làm việc khoảng 1 tiếng rưỡi. Khi đã xong, tôi liền nghĩ nếu tôi gặp được Jim Stoffer vào buổi sáng, thì nổi trong ngày mai, tài báo có thể xong. Điều này khá quan trọng, vì chúng tôi còn phải đi Charleston, miền Tây Virginia, để mừng lễ Giáng sinh cùng với gia đình Terry. Chọn Jim như một nhân vật thứ hai ở địa phương này để phỏng vấn, quả là một chọn lựa hợp lý, vì anh đã từng đến Mễ Du. Qua chuyến đi này, Jim và vợ là Rosie đã được tác động mạnh mẽ. Người ta thấy rõ điều đó trong bài nói chuyện của anh. Và lại, cặp vợ chồng này có đôi nét đặc biệt, khiến Terry và tôi thấy thích họ ngay và đã hẹn với họ gặp nhau lại sau này. Cộng chung với nhau, hai cuộc phỏng vấn này sẽ thành một kết thúc tốt đẹp cho loạt bài của tôi. Miệng ngáp dài, tôi tắt đèn và rảo bước về nhà. Nhưng sáng hôm sau, thức dậy với cơn nhức đầu và buồn nôn, tôi chắc chắn mình cuối cùng không thể tránh khỏi bệnh cúm. Trước đó 2 tuần, nó tấn công Terry nhưng bỏ sót tôi. Hay là do tôi tưởng như vậy? Lần này chắc không còn may mắn như thế. Và bây giờ tôi chỉ còn cách gác lại bài báo cuối đến sau lễ Giáng sinh, vì tôi tuyệt đối không thể phỏng vấn Jim và viết bài tường thuật trong tình trạng này. Tôi tạm bình phục vào lúc đi miền Tây Virginia, để không làm hỏng cuộc mừng lễ Giáng sinh của mọi người. Thực tế, đối với tôi đó là một lễ Giáng sinh tuyệt vời chưa từng thấy, cũng nhờ có Mễ Du. Đây là lần đầu tiên tôi cảm nghiệm mạnh mẽ ân huệ bao la của Thiên Chúa, khi ban con của người, và cũng chính Đức Maria ấy, đấng đã chấp nhận chức làm mẹ Chúa chúng ta cách vô điều kiện, bây giờ lại xin tôi tham gia tích cực vào việc làm cho nhiều người khác nhận thức đầy đủ về ân huệ đó. Tôi không thể nghĩ đến điều này mà không rơi lệ. Tôi được ban một ơn đặc biệt khác trước đó ít lâu. Một buổi tối nọ, khi Terry đang vật lộn với bệnh cúm, và tôi phải chùi sàn bếp thay nàng, chuông điện thoại reo. Tôi nhón chân băng qua cái sàn còn ướt để trả lời. Đó là George McMath, chủ tịch Atlantic Publications, một tập đoàn xuất bản của một hệ thống gồm 29 tờ tuần báo và các loại ấn phẩm khác. Trong đó có một tờ đặt tòa soạn tại Myrtle Beach. Chúng tôi tán gẫu ít phút, rồi ông ta đi thẳng vào mục đích của cú điện thoại lúc đêm hôm này. Đó là, chúng tôi có tính bán lại 4 tờ báo của chúng tôi không? Quả là một cú sốc. Từ hơn 2 năm nay, chúng tôi cố tìm mối để bán chúng đi. Sau 9 năm đương đầu với đủ thứ vấn đề, hạn chót phải trả tiền, vấn đề nhân viên, khủng hoảng tài chính, cả hai chúng tôi đã bị căng thẳng quá sức. Terry mong muốn được ở nhà chăm sóc con cái. Tôi thì muốn hành nghề tự do, như tư vấn quảng cáo chẳng hạn. Như thế, ít nhất còn có chút thời gian chơi golf và tennis, nhưng tìm mãi vẫn không ra người mua với điều kiện hợp lý. Cho đến hôm nay, ngày đó, tôi liền nhớ lại lời Đức Trinh Nữ Diễm Phúc đã nói với tôi trước đây. Không bao lâu nữa, con sẽ thôi công việc này. Tôi cố giữ bình tĩnh khi chúng tôi phác thảo kế hoạch chuyển giao. Có vẻ như ngày bàn giao hợp lẽ nhất là ngày 1 tháng 4, kỷ niệm năm thứ 9 ngày khai trương tờ báo đầu tiên của chúng tôi. Tôi đặt ống nghe và lặng lẽ đi vào phòng riêng. Terry ơi, chúng ta vừa bán đi mấy tờ báo rồi. Tôi thầm thì vào tai nàng với nụ cười ngơ ngáo. Sứ điệp của mẹ đang trở thành sự thật. Nàng nói, tốt thôi, nếu thật như vậy thì tuyệt quá anh ạ. Nhưng em chỉ tin khi chúng ta ký giấy tờ thôi. Tôi thầm nghĩ, đúng vậy. Đang khi nhìn quang cảnh miền Tây Virginia lướt nhanh ngoài xe, chỉ với việc này thôi, Giáng sinh năm nay đã thành một Giáng sinh đặc biệt rồi. Chúng tôi đến nhà mẹ của Terry đúng lúc để giúp bày hang đá máng cỏ tại phòng khách. Đó là một hang đá máng cỏ đã có từ lâu trong gia đình. Chuồng bò lừa được làm rất chắc chắn, chứ không mong manh hay kiểu cọ như một số loại máng cỏ thời nay. Bộ tượng bằng gốm sứ, chứ không phải bằng thạch cao.
bất ngờ khi tôi đặt tượng Đức Maria quỳ cạnh bên máng cỏ, mắt tôi bỗng nhòa lệ. Kính mừng Maria đầy ơn phúc, tôi vừa thầm thĩ cầu nguyện, vừa đặt tượng người lên đám cỏ rơm. Chúng tôi trở về Myrtle Beach vài ngày trước Tết Dương lịch, vừa đúng lúc tôi bị vật ngã trở lại vì bệnh cúm. Sau lần bình phục thứ hai, tôi đến gặp Jim Stoffel, phỏng vấn anh và viết bài tường thuật cuối cùng về các biến cố Mễ Du. Ngày 15 tháng Giêng năm 1986, phần 4, phỏng vấn dân địa phương đã từng đến Mễ Du. Tôi thành thật xin lỗi tất cả các bạn đọc, vì đã không có bài xã luận trong số báo tuần qua. Tôi không may bị con vi trùng cúm đánh nằm gục suốt cả tuần. Đây là phần cuối của một loạt 4 bài, bắt đầu từ tuần lễ thứ nhất tháng Chạp. Đó là những lời chứng từ của hai người dân đang sống trong vùng này. Họ đã đến Mễ Du, đã tận mắt chứng kiến những biến cố đang xảy ra ở đấy. Để được ngắn gọn và dễ đọc, lần này tôi đã chọn hình thức tường thuật hơn là câu hỏi đáp của phỏng vấn. Những người được phỏng vấn là anh Jim Stoffel, ngụ tại Bắc Myrtle Beach, và linh mục Sylvester Scotty, mục tử nhà thờ Công giáo Thánh Philip tại Lake City. Jim Stoffel là vận động viên nhà nghề môn đánh gôn của câu lạc bộ Carolina Shores Golf tại Bắc Myrtle Beach. Anh và vợ là Rosie đã sống ở đây từ năm 1972. Họ đã cùng với Hall và Peggy Todd, cũng ngự tại Bắc Myrtle Beach, đến Mễ Du vào tháng 11 năm 1985. Tôi sử dụng những lời chứng mà Jim trình bày trong một cuộc nói chuyện ở nhà thờ của anh sau khi từ Mễ Du trở về. Một lần nữa, vì khung khổ bài báo có giới hạn, tôi chỉ trích ra những lời làm chứng của Jim. Mặc dù những người khác trong nhóm cũng có nhiều chuyện muốn nói về chuyến đi, có lẽ tôi có thể đề cập đến các điều ấy nhiều hơn sau này. Cha Scotty làm cha xứ nhà thờ Thánh Philip từ 2 năm rưỡi nay. Cha chịu chức linh mục đã 14 năm. Tôi đến Lake City và ngồi nói chuyện hết một buổi sáng với ông về những kinh nghiệm của ông tại Mễ Du. Chúng tôi sẽ bắt đầu với những lời trần thuật của Jim Stoffel. Cách đây 2 năm, chúng tôi đã nghe nói về các biến cố tại Mễ Du qua một người bạn. Anh ấy được nghe về chuyện đó tại Greenville, miền Nam Carolina. Tự nhiên chúng tôi thấy quan tâm và bắt đầu tìm hiểu. Chúng tôi kiếm được vài cuốn sách, hồi đó đã ra được khoảng 6 cuốn. Tôi đã từng đọc chuyện Đức Mẹ hiện ra ở Lộ Đức và Fatima, nhưng điều đáng nói nhất ở đây là biến cố Mễ Du đang xảy ra hiện nay, ngay lúc này, trong thời đại chúng ta. Chúng tôi thu thập những thông tin cần thiết về việc đi đến đó và đã lên đường vào tháng 11 năm 1985. Theo ý kiến cá nhân tôi, mọi chuyện đang xảy ra tại Mễ Du đều xác thực. Thật sự là có một điều gì siêu nhiên đang diễn ra tại đó. Thưa quý thính giả, chúng tôi xin tạm ngưng phần